Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 9 tháng 8 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đường Thái Hòa dự kiến được khánh thành vào tháng 11 năm 2024, rút ngắn nhiều tháng so với tiến độ đề ra. Cứu nạn kịp thời tàu cá có 11 ngư dân bị chìm trên cửa biển Thuận An. Xử lý thường xuyên liên tục các lỗi vi phạm tải trọng, nồng độ cồn, không đánh trống bỏ dùi. Tin chi tiết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài đã tổ chức lễ ký kết triển khai văn bản hiệp đồng phối hợp thực hiện trong công tác khẩn nguy sân bay và tìm kiếm cứu nạn hàng không. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tham dự và chứng kiến lễ ký kết. Theo văn bản ký kết, hai đơn vị đã cùng thống nhất thực hiện một số nội dung quan trọng. Trong đó, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài có trách nhiệm thông báo các tin tức về khẩn nguy sân bay, đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp, tàu bay gặp lâm nguy, lâm nạn với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nhận sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch khẩn nguy sân bay gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để hiệp đồng phối hợp. Thông báo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trợ giúp kịp thời khi vượt quá khả năng khẩn nguy sân bay tìm kiếm cứu nạn của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài khi tàu bay lâm nạn trong phạm vi khẩn nguy Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài và cùng phối hợp tham gia diễn tập các tình huống khẩn nguy sân bay và tìm kiếm cứu nạn khi được yêu cầu. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tiến hành tiếp nhận các thông tin về tàu bay lâm nguy lâm nạn từ Sở Chỉ huy Khẩn nguy Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Thông báo thông tin kịp thời cho Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài khi phát hiện vị trí tàu bay lâm nạn trong khu vực trách nhiệm trên địa bàn tỉnh. Khi nhận được thông tin khẩn nguy sân bay xảy ra trên địa bàn tỉnh và yêu cầu tham gia công tác khẩn nguy sân bay và tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động huy động nguồn lực tại chỗ để nhanh chóng ứng phó, xử lý hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ và nguyên tắc 3 sẵn sàng. Triển khai lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn theo đề nghị trợ giúp của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài khi tàu bay lâm nạn trong phạm vi trách nhiệm của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài và trên địa bàn tỉnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, kế hoạch sẽ ưu tiên bố trí vốn đầu tư công, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, gồm hạ tầng bưu chính, hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Trong đó, kế hoạch định hướng phát triển mạng bưu chính đồng bộ hiện đại trở thành một trong những hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số. Về hạ tầng số, thực hiện triển khai đầu tư thêm 2 đến 4 tuyến cáp viễn thông quốc tế. Phần đầu đến năm 2025, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi Internet sang IPv6. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, dự án bảo tồn tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa dự kiến sẽ được khánh thành đón khách tham quan vào dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 2024, vượt tiến độ nhiều tháng so với kế hoạch. Đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế và các bên liên quan trong việc từng bước phục hồi, giữ gìn quần thể di tích Cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO vinh danh. Cuối năm 2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã khởi công dự án bảo tồn tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa với tổng mức đầu tư gần 129 tỷ đồng. Điện Thái Hòa là công trình kiến trúc quan trọng, uy nghi và tráng lệ nhất trong Hoàng cung Triều Nguyễn, biểu trưng cho cơ quan quyền lực của triều đình. Đây là nơi hoàng đế ngự ngai vàng tổ chức các buổi thiệt triều, đại lễ và nghi thức quan trọng, ghi dấu lịch sử thăng trầm của 13 vị hoàng đế nhà Nguyễn. Ngôi điện còn là nơi lưu giữ hệ thống văn thơ theo hình thức trang trí, nhất thi, nhất họa, độc đáo, đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc Điện Thái Hòa được khánh thành sớm hơn kế hoạch sẽ góp phần tạo điểm nhấn, thu hút nhiều hơn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan quần thể di tích Cố đô Huế. Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mỗi ngày trung bình bán ra khoảng 10.000 lượt vé cho du khách đến tham quan các điểm di tích do đơn vị quản lý.
theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với các bậc giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, học sinh có thể tự trường sớm trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng 5 tháng 9. Riêng đối với lớp 1 có thể tự trường sớm trước 2 tuần. Học sinh cả nước sẽ cùng đón ngày khai giảng vào ngày 5 tháng 9 như thường lệ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2024-2025 trước ngày 10 tháng 9. Cùng trong khung kế hoạch này, Bộ Giáo dục nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2025. Để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý và tránh bị gián đoạn giao dịch trong quá trình sử dụng các dịch vụ, nhiều công ty chứng khoán đã gửi thông báo đến khách hàng về việc thực hiện cập nhật, điều chỉnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân không gắn chip sang căn cước công dân gắn chip. Với việc chứng minh nhân dân sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, một số công ty chứng khoán đã gửi thông báo đến nhà đầu tư khuyến nghị cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, kể cả khi không có thông báo chính thức từ công ty chứng khoán nếu không muốn giao dịch bị gián đoạn. Việc cập nhật có thể được thực hiện theo cả hai hình thức, trực tiếp tại quầy giao dịch và trực tuyến. Từ ngày 10 tháng 8, sàn giao dịch vận tải hàng hóa của ngành đường sắt sẽ chính thức được triển khai thông qua website http://sanhanghoa.vtds.vn. Đây là trang web mở, ngay khi hành khách truy cập trên trang chủ sẽ thể hiện rõ các thông tin về loại tàu, cung, chặng, loại hàng hóa và giá vận chuyển theo toa, theo tấn trong khung thời gian nhất định. Với sàn giao dịch này, các thông tin về vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa công khai, minh bạch. Khách hàng có nhu cầu vận chuyển sẽ dễ dàng tìm kiếm và chọn lựa hình thức vận chuyển phù hợp với nhu cầu. Sau khi gửi hàng hóa, có thể theo dõi quá trình vận chuyển. Vào lúc 4 giờ 15 phút sáng nay tại vị trí cách phao số 0, cửa Thuận An khoảng 500m về phía đông, tàu cá TTH-92189 do ông Đỗ Thanh Thuận, sinh năm 1977, trú tại xã Vinh Thanh, Phú Vang, làm thuyền trưởng, khi đang trên đường vào bờ, từ va chạm với tàu hàng Khánh Minh 19 chở hàng tro thạch cao đang neo đậu, dẫn đến tàu TTH-92189TS bị chìm, uy hiếp tính mạng của 11 người dân. Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải đội Biên phòng 2 điều động tàu ra cứu nạn. Đến 4 giờ 50 phút cùng ngày, toàn bộ 11 người dân trên tàu cá TTH-92189TS đã được đưa lên tàu hàng Khánh Minh 19 an toàn. Hiện tàu của Hải đội Biên phòng 2 đang phối hợp với các phương tiện chủ tàu tham gia trục vớt, lai dắt phương tiện tàu cá bị chìm vào bờ. Các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai xác minh thông tin, điều tra va chạm. Thưa quý vị, xử lý xe cơi nới, chở quá khổ quá tải và vi phạm nồng độ cồn là việc làm thường xuyên liên tục, không phải đến đợt cao điểm mới triển khai hoặc xong cao điểm là dừng. Đây là thông điệp thể hiện quyết tâm của các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế để không xảy ra tình trạng đánh trống bỏ dùi, phát sinh bất cập khi triển khai trên thực tế. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là chiếc xe chở vật liệu san lấp vượt quá chiều cao, quá tải cho phép, bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý. Với hai lỗi hành vi trên, chủ xe và tài xế bị lập biên bản xử lý với số tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra, chiếc xe này còn bị yêu cầu hạ độ cao lượng hàng theo đúng quy định. Tại cả này, bữa nay anh việc xăng dầu đổ lên, tài cược thấp nữa, buổi tối em là tài tội bốc thêm ít để kiếm thêm cược bù trên dầu. Tại Thừa Thiên Huế, hiện đã vào mùa xây dựng nên dọc các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 49 và các tuyến tỉnh lộ có hàng trăm lượt xe tải, xe ben, chở than, cát sạn, xi măng, sắt thép, các loại hàng hóa lưu thông mỗi ngày. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuần tra kiểm soát và xử lý hơn 350 vụ vi phạm xe chở quá khổ quá tải, phạt tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Tình trạng này tiếp tục diễn ra phức tạp, đặc biệt là việc chủ các phương tiện có dấu hiệu né tránh lực lượng chức năng và gia tăng hoạt động vào ban đêm. Chúng tôi cũng đang kiến nghị để lắp đặt cái hệ thống camera phạt nguội để xử lý các cái vị trí mà thường xuyên vi phạm, vị trí sung yếu. Bên cạnh đó thì là trạm cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương và các cơ quan có liên quan để tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền đa dạng nhiều hình thức để cho tăng cái kỹ năng cho người tham gia giao thông và cũng góp phần người tham gia giao thông tự tin hơn khi tham gia giao thông.
Xe chở quá khổ, quá tải trọng là nguyên nhân chính làm cho nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông. Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh xử lý vi phạm, tập trung tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, gần các khu công nghiệp, các mỏ đất đá và các bãi tập kết gỗ keo tràm. Đối với lực lượng giao thông thì ngoài công tác tuyên truyền là tăng cường công tác tuần tra xử lý và là xử lý ở các cái khu vực địa bàn mà có những cái nhiều hành vi vi phạm mà nguyên nhân dẫn đến là tai nạn giao thông xảy ra. Bên cạnh việc ra quân xử lý hiện trường, lực lượng công an đã phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền các doanh nghiệp vận tải, kinh doanh dịch vụ, quản triệt lái xe chấp hành nghiêm quy định về chở hàng hóa, từ đó nâng cao ý thức, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp bàn thống nhất một số nội dung về giải vô địch đá cầu châu Á và vô địch đá cầu trẻ châu Á lần thứ 2 năm 2024. Giải dự kiến diễn ra từ 21 đến 27 tháng 8 năm 2024 với sự tham gia của hơn 300 vận động viên đến từ 15 quốc gia. Địa điểm tổ chức tại nhà thi đấu Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ có hơn 400 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia đến từ 15 quốc gia tham dự. Để đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn thành công và tạo ấn tượng tốt đối với các đoàn, ban tổ chức đã thảo luận thống nhất nhiều nội dung. Cụ thể, khẩn trương hoàn thành các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho giải đấu, vệ sinh sạch sẽ khu vực nhà thi đấu, đảm bảo mỹ quan, xanh, sạch đẹp, cập nhật thường xuyên số lượng vận động viên các đoàn, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho vận động viên, tăng cường công tác truyền thông giải đấu trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo an ninh trật tự. Mọi công tác chuẩn bị đến nay đã cơ bản hoàn thành, hứa hẹn một giải đấu sôi nổi, đoàn kết, chất lượng chuyên môn cao. Đây không chỉ là dịp để các vận động viên cọ sát, giao lưu trao đổi kinh nghiệm thi đấu mà còn nhằm quảng bá vẻ đẹp văn hóa con người Huế đến với bạn bè quốc tế. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tham gia hội thao quốc phòng năm 2024 do Quân khu 4 tổ chức. Hội thao thể dục thể thao quốc phòng năm 2024 Quân khu 4 diễn ra trong thời gian 4 ngày với sự tham gia của gần 1.200 vận động viên, tranh tài ở 12 nội dung thi đấu. Mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, song các vận động viên đã nêu cao tinh thần, đoàn kết, trung thực, cao thượng, khắc phục mọi khó khăn, thi đấu quyết tâm, giành kết quả cao nhất. Nhiều nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính, quyết liệt, thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh và tâm lý thi đấu vững vàng của các vận động viên. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thao năm nay đã có nhiều nội dung thi đấu ở các môn có chất lượng chuyên môn cao, nhiều kỷ lục, giới hạn thể lực, thành tích đã vượt qua so với các kỳ hội thao trước. Với sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo và tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên, đoàn hội thao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất sắc giành giải nhì toàn đoàn trong khối 6 tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Phan Thắng, chỉ huy trưởng đã biểu dương và chúc mừng thành tích của toàn đoàn. Qua đây, đồng chí chỉ huy trưởng cũng đề nghị các cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phong trào thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe cho bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, bệnh liên cầu lợn là một bệnh lý rất nguy hiểm và để lại biến chứng khó lường, điều trị khó khăn. Mới đây, một bệnh nhân trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch và phải mất hơn 20 ngày để cứu chữa. Theo các chuyên gia y tế, căn bệnh nguy hiểm này hoàn toàn có thể tránh được nếu ăn uống đúng phương pháp và người dân cần cảnh giác để tránh nhiễm các loại vi khuẩn gây bệnh. Hiện bệnh nhân bị nhiễm liên cầu lợn này đã ổn định về các biểu hiện lâm sàng, huyết áp, mạch, nhiệt, nhịp thở, ăn uống tốt. Kết quả xét nghiệm đã ổn định về công thức máu, chức năng thận, gan, tim mạch. Bệnh trạng của chồng em là em cũng biết nặng. Nhưng mà bác Hoàng với bác Ánh là cũng tận tình giúp đỡ cho chồng em mà qua cơn hoạn nạn thì em cũng rất cảm ơn hai bác vì bệnh viện mấy cố điều dưỡng khóa tích cực. Xác định đây là một ca bệnh có nhiều tổn thương mang não, sốc nhiễm trùng nặng. Trên cơ sở, bệnh nhân đã suy kiệt, suy giảm miễn dịch. Chính vì vậy, ngoài khâu dinh dưỡng thì vấn đề chăm sóc toàn diện từ thuốc men, xét nghiệm đến vệ sinh các vùng da bị tổn thương, phòng tránh lây nhiễm và lây nhiễm chéo là vấn đề được các nhân viên điều dưỡng đặc biệt quan tâm.
tất cả những cái hoạt động chăm sóc của bệnh nhân là được sự phân công là có hai bàn điều dưỡng chăm sóc toàn diện, từ vấn đề thực hiện các y lệnh của bác sĩ, thuốc men, xét nghiệm, đồng thời là các cái vấn đề về dinh dưỡng, vệ sinh, bệnh nhân được chăm sóc toàn diện và liên tục hàng ngày 24/24. Tuy nhiên, bệnh nhân hiện vẫn còn di chứng về giảm thính lực, trí nhớ giảm nhẹ. Hiện khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp tục phối hợp với khoa nội thần kinh, chuyên khoa tai mũi họng để triển khai các biện pháp điều trị phục hồi chức năng. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu bệnh nhân ngay và bắt đầu là cho bệnh nhân là xét nghiệm và các liên quan chảy máu liền, và chúng tôi tiến hành đánh theo hướng nhiễm trùng huyết và liên cầu lợn. Thì xong quá trình 3 ngày sau thì kết quả chính thức là xác định bệnh nhân liên quan lần, và quá trình điều trị thì dưới sự chỉ đạo của giáo sư và anh em làm thì diễn tiến bệnh này diễn tiến càng lúc càng tốt, và trải qua gần 20 ngày điều trị thì hiện tại chúng tôi khẳng định rằng bệnh nhân là tỷ lệ thành công rất tốt. Tuy nhiên còn những biến chứng là hiện tại thì bệnh nhân có cái đạn trí và có hơi giảm thính lực. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, nôn, đi cầu phân lỏng nhiều lần. Dù được truyền dịch, kháng sinh nhưng tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm. Toàn thân bắt đầu nổi vân tím, xuất huyết dưới da và dần rơi vào tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Sau khi được xét nghiệm, bệnh nhân được xác định suy đa tạng do nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh đặc hiệu điều trị liên cầu lợn kèm chế độ dinh dưỡng tốt. Theo khuyến cáo của bác sĩ, người dân cần ăn uống chín, không nên ăn thịt lợn chết không rõ nguồn gốc, không ăn tiết canh để tránh nhiễm các loại vi khuẩn gây bệnh có thể gây đến tử vong. Chúng tôi hội chẩn ngay và phát hiện trường hợp này là sốc nhiễm trùng, và các cái biểu hiện ở trên da nghi là liên quan lợn như thâm tím và xuất huyết da, thì nghĩ đây liên quan lợn. Chúng tôi tiến hành biện pháp là lọc máu liên tục ngay từ đầu và kháng sinh theo của nhạy cảm của liên cầu lợn như trong nước có thể dễ báo cáo, thì tỷ lệ này thì đưa đến cái tỷ lệ thành công cao hơn so với mọi nơi. Do đó tôi cũng khuyến cáo các bà con thì ngoài cái cách chế độ ăn ra thì khi đau bệnh thì cần đến cái y tế gần nhất, và chúng tôi sẽ phát hiện ngoài chưa có xét nghiệm thì phát hiện các biểu hiện lâm sàng chúng tôi thực hiện ngay thì tỷ lệ thành công cao ạ. Từ đầu năm đến nay, trong cả nước đã ghi nhận hàng chục trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn, trong đó có không ít trường hợp tại một số tỉnh thành phố đã tử vong như Hà Nội, Nam Định, Điện Biên, Thanh Hóa, v.v. Bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn Streptococcus sut gây nên là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Khi có biểu hiện sốt cao từ 40 đến 41 độ, xuất hiện các mảng xuất huyết hoại tử dưới da, tiêu chảy, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị, tránh nguy cơ tử vong. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế, trong ngày hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng và thành phố Huế dao động từ 34 đến 36 độ, độ ẩm thấp nhất từ 50 đến 57%. Từ ngày 10 đến 12 tháng 8, tại Thừa Thiên Huế duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Trong những ngày nắng nóng, buổi chiều và chiều tối thường hay xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.